Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, là mỗi một vận dụng trước khi được cho ra thị trường thì nó đều được trải qua một quá trình nghiên cứu, chỉnh sửa hoàn thiện để mang lại sự tiện dụng nhất khi sử dụng. Vì thế mà trên bất cứ một đồ vật nào, dù là một chi tiết rất là nhỏ, nhưng đó không phải là một chi tiết thừa, mà chẳng qua chúng ta chưa biết đến công dụng hay là dụng ý từ phía nhà sản xuất. Một ví dụ rất là đơn giản như là chúng ta hay ngồi trà đá ở vỉa hè, chúng ta ngồi trên chiếc ghế nhựa xanh đỏ tím vàng. Chúng ta để ý hầu hết trên toàn bộ các chiếc ghế nhựa này đều có một chiếc lỗ thủng nhỏ ở chính giữa. Một câu hỏi rất đơn giản nhưng có lẽ nhiều người trong chúng ta không biết được công dụng chủ yếu của nó là gì và tại sao bắt buộc phải có chiếc lỗ này. Thì hôm nay chúng tôi sẽ vén màn biển cho quý vị điều đó. Một vật mà chúng ta thường dùng hàng ngày đều qua nhiều lần nghiên cứu và chỉnh sửa để mà người dùng có thể đạt được sự thoải mái, thuận tiện nhất khi sử dụng. Vì vậy mà mỗi chi tiết trên đồ vật đều không thừa, mà là do người dùng chưa biết đến công dụng và dụng ý của nhà sản xuất mà thôi. Hay đi trà đá vỉa hè hay ngồi những chiếc ghế nhựa xanh đỏ, nhưng mà liệu bạn có biết vì sao mà trên chiếc ghế nào cũng có một chiếc lỗ tròn nhỏ ở chính giữa không? Tác dụng của nó là gì và vì sao bắt buộc phải có nó? Những lỗ tròn sinh ra không đơn giản nhằm mục đích dễ cầm và vận chuyển, mà nó còn được tạo ra với mục đích chính có liên quan đến áp lực khí. Khi mà xếp chồng những chiếc ghế nhựa này lên với nhau, nếu mà không có chiếc lỗ nhỏ này thì bạn sẽ rất khó khăn trong việc cất giữ và vận chuyển chúng. Những chiếc ghế nhựa khi xếp chồng lên nhau sẽ rất dễ dàng bị hít, bị mắc vào nhau, cho đó là rất khó gỡ, tạo ra một hiệu ứng tương tự như là chân không được tạo nên từ khoảng trống giữa hai chiếc ghế bị nén lại. Chắc chắn đã có không ít lần bạn gặp phải tình cảnh giờ khóc giờ cười khi mà cố gắng gỡ hai chiếc bát hay là chiếc cốc xếp chồng lên nhau. Hai cái chậu dính chặt vào nhau cũng vậy, và cả ghế nhựa đôi khi cũng bị dính chặt với nhau như thế. Trường hợp này khiến cho ta nhớ đến một thí nghiệm vật lý bán cầu Madabook đã từng được học. Hai nhóm, mỗi nhóm có 8 con ngựa kéo hết sức mà vẫn không thể tách rời được hai nửa bán cầu bằng đồng xếp khít lại với nhau và được hút hết không khí ở bên trong. Cũng tương tự như vậy, nếu ghế nhựa không có lỗ sẽ rất khó để gỡ ra, do hiệu ứng tương tự như là chân không được tạo ra do khoảng trống giữa hai chiếc ghế bị nén lại. Do đó mà chiếc lỗ nhỏ này sẽ giúp cho việc tách ghế ra một cách dễ dàng hơn. Ngoài những nguyên do trên thì nhiều người còn cho rằng chiếc lỗ sẽ giúp cho việc vận chuyển dễ dàng hơn, vì người ta có thể luồn dây, luồn cây gậy vào để di chuyển cả chồng ghế mà không sợ bị tuột. Những chiếc ghế nhựa là sản phẩm được sản xuất theo số lượng lớn bởi một khuôn có sẵn. Các lỗ nhỏ không chỉ thuận tiện trong việc tách ghế ra khỏi khuôn mà còn dễ dàng mang vác và vận chuyển. Ví dụ như là khi mà bạn trồng nhiều ghế nhựa khác liên nhau thì có thể dùng một sợi dây để luồn qua giữa của chồng ghế. Vậy là có thể dễ dàng mang theo toàn bộ số ghế đi rồi. Hay là khi cầm bằng một tay, chúng ta thường chọc vào lỗ bằng một ngón tay và lấy nó rất là nhanh gọn. Nếu mà bạn ngồi trên ghế nhựa trong khoảng một thời gian dài thì sẽ gây ra một cảm giác không thoải mái. Phần mông của bạn sẽ cảm thấy ấm và dễ bị nóng. Lúc này thì một lỗ nhỏ trên ghế sẽ là nơi thoát không khí tốt nhất. Ngay cả khi bạn ngồi ở trên ghế trong một thời gian dài thì cũng không sợ nóng hoặc là khó chịu nữa. Tác dụng là vô cùng hữu ích. Có thể bạn không nghĩ tới, nhưng mà chiếc lỗ tròn ở giữa ghế còn có một tác dụng, đó là ngăn ngừa việc ghế bị nứt, vì chúng giúp phân tán lực ngồi, làm cho chiếc ghế được cân bằng và ổn định hơn. Ngoài ra thì một số thắc mắc khác về chiếc ghế nhựa cũng sẽ được giải đáp như sau. Tại sao lại chỉ thiết kế một lỗ mà không phải nhiều lỗ? Một chiếc lỗ không quá to, không quá nhỏ sẽ là lựa chọn hợp lý khi mà sản xuất ghế. Nó sẽ vừa đủ để không khí được thông suốt mà không ảnh hưởng đến kết cấu độ bền của ghế. Nếu mà lỗ quá to hay là nhiều lỗ sẽ khiến cho việc ghế bị chịu lực kém, dễ vỡ.
Nếu mà lỗ quá nhỏ thì chúng ta sẽ không thể đưa ngón tay vào để kéo ghế ra khi sử dụng. Tại sao chỉ thiết kế lỗ tròn mà không phải vuông hay là chữ nhật? Trên thực tế thì dạng tròn là bền vững nhất vì không có góc cạnh như là hình vuông hay là hình chữ nhật. Đối với hình vuông hay là lỗ có góc nhọn, áp lực sẽ dễ tập trung ở góc cạnh và dễ dàng bị gãy vỡ và nứt, ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và người sử dụng. Thêm vào đó, hình dạng tròn lại dễ tạo khuôn hơn, khả năng phân phối và chịu đựng tốt hơn, cho nên các nhà sản xuất thường hay lựa chọn chúng. Thưa quý vị, vén màn bí ẩn kỳ số này của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự chú ý đón xem của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại.